nhưng tất cả vì một niềm khao khát hướng về một tương lai tốt đẹp. Vâng ạ, xin các bạn dành một tràng pháo tay thật lớn chào đón ca sĩ Quỳnh Trang với ca khúc Tự Nhiên, một sáng tác rất nổi tiếng của ca sĩ Trương Quốc Khánh. Yeah.
đi làm và bây giờ đang học giáo lý để chuẩn bị cưới. Trong thời gian học giáo lý đó thì có một sự kiện biến cố xảy đến với bạn đó. Bạn đó rơi vào tình trạng hoảng loạn sợ hãi. Gia đình đưa bạn đó đến gặp cha xứ, chắc là tưởng là quỷ cho nên đến gặp cha xứ để trừ quỷ đây. Đó chỉ là trừ quỷ thật. Khi bạn đó đến gặp cha xứ để trình bày cái hoàn cảnh, cái sợ hãi lo lắng của bạn, thì cha xứ bạn ấy có trình bày là: thưa cha, các buổi tối đi ngủ mấy ngày hôm nay là khi đi ngủ con cứ nhìn thấy ba trẻ sơ sinh nó cứ nằm trên bụng con, nó đạp vào bụng con, và con còn nhìn một cái thằng gì nó đen đen ở cửa, nó đi vào nó kiểm nghiệm con, nó vành bạn con ra, nó bảo mày không được ngủ, khi nào tao cho mày ngủ thì mày mới được ngủ. Ba em rồi thưa cha. Sau khi bạn đó trình bày cái câu chuyện như thế thì cha có hỏi về quá khứ của bạn, thời gian bạn sinh viên bạn sống thế nào, tình yêu tình cảm bạn ra sao. Thì bạn ấy có chia sẻ là: thưa cha, trong 4 năm đại học con yêu ba cô, tất cả đều là người nương dân. Ba cô đó con đều đi quá giới hạn, vì quá giới hạn cho nên đã làm cho bạn gái của con mang thai. Và khi mang thai thì có nghĩa là trong thời gian sinh viên cho nên bạn chúng con không thể cưới được, và cuối cùng con đã ép bạn gái của con đi phá thai. Và không phải là một cô mà đến ba cô, sau ba cô đó cũng đều cuối cùng kết thúc đời sinh viên là chia tay, không đến được với cô nào cả. Cái cô mà chúng con chuẩn bị cưới bây giờ đó là cô thứ tư. Kính thưa cùng đoàn, thưa các bạn, mời xin chia sẻ với các bạn hai câu chuyện đấy. Các bạn có thấy hai câu chuyện đó ăn nhập gì với nhau không ạ? Có thấy ăn nhập gì với nhau không? Cái câu chuyện thứ nhất tôi chia sẻ với các bạn là muốn nói với các bạn rằng cái bạn gái sinh viên đó gọi đến chương trình cửa sổ tình yêu, mặc dù là sinh viên năm thứ hai, chính bạn ấy nói là em sinh viên năm thứ hai. Nhưng mà chúng ta thấy qua cái câu chuyện đó để chúng ta nói rằng là các bạn trẻ, các bạn sinh viên ngày hôm nay, xét về phương diện mặt bằng xã hội thì các bạn đều là trí thức, phải không ạ? Đều có người giỏi toán, giỏi lý, có người giỏi về máy tính, có người giỏi về máy móc. Các bạn nông nghiệp thì giỏi về nhân giống cây trồng. Thế nhưng mà có khi nhân giống mình các bạn lại chưa biết. Cái mà trên xảy ra trên người các bạn, thì các bạn không biết. Vậy thì với một sinh viên thứ hai là một tri thức của xã hội, nhưng mà kiến thức về sức khỏe, sinh sản các bạn vẫn chưa biết, vẫn chưa hiểu về chính mình. Vì chưa hiểu về chính mình, tất cả những gì đang diễn ra trên cơ thể mình chúng ta chưa biết, chưa hiểu, cho nên dẫn đến cái hậu quả của câu chuyện thứ hai. Đúng không ạ? Dẫn đến câu chuyện của thứ hai là gì? Là khi các bạn không hiểu về sức khỏe sinh sản, về giới tính, cho nên khi các bạn yêu nhau, các bạn đến với nhau, mà một trong những tình trạng hiện nay bây giờ, vừa rồi các bạn có câu hỏi chống tử phải không? Có câu hỏi chống tử. Vậy thì cái tình trạng sinh viên trẻ ngày hôm nay khi chúng ta đến với nhau, yêu nhau là phần lớn, không có nói phần lớn, nhưng mà bạn là chúng ta ngày hôm nay chúng ta không được, không có giữ mình được, và thường đi quá giới hạn của tình yêu với trẻ. Khi đi quá giới hạn thì các bạn dễ rơi vào tình trạng là có thai ngoài ý muốn. Khi có thai ngoài ý muốn thì có nghĩa là trong các bạn vẫn còn là sinh viên, chưa thể đến được với nhau, chưa thể xây dựng gia đình, và cuối cùng cái biện pháp mà các bạn thường giải quyết đó chính là nạo phá thai. Nạo phá thai đây là tình trạng khác, là một cái bức xúc trong xã hội ngày hôm nay. Đối với Việt Nam của chúng ta là xếp vào nhóm con người có tình trạng nạo phá thai lớn nhất thế giới. Nếu mà xét về phát triển kinh tế nằm trong 10 nước thì tốt quá, nhưng mà nạo phá thai thì lại xếp vào 10 nước phá thai nhiều nhất thế giới. Thế nhưng về kinh tế thì lại xếp gần cuối thế giới. Đấy, rất là tiếc. Và đặc biệt là tình trạng nạo phá thai ở giới trẻ ngày hôm nay rất ngày càng tăng lên, chiếm 30% ca nạo phá thai trong toàn quốc, 30% giới trẻ. Và đặc biệt người ta thấy
nạo bắt ra của đứa trẻ ngày càng tăng lên. Khi mà ngày hôm nay phần lớn các thanh niên giới trẻ sau khi tốt nghiệp lớp 12 mà không thi đỗ vào các trường nào, đi làm công nhân xa nhà, tình trạng đó nạo bắt ra càng nhiều ở các trung ở các khu công nghiệp. Và các bạn nếu theo dõi báo chí thì chúng ta sẽ nghe rất nhiều về tình trạng nạo phá thai ở các thanh niên, không chỉ ở sinh viên mà cả công nhân nữa. Vậy thì chia sẻ với các bạn hai cái câu chuyện trên để ước mong với các bạn chúng ta đến với nhau, tình yêu chúng ta hãy dành cho nhau, tất cả những gì chúng ta hãy trân trọng cho nhau, giữ gìn cho nhau. Khi ngồi tòa giải tội thì phần lớn các cha thấy rằng chỉ có các bà, các chị, các em xưng tội mình nạo phá thai, mà không thấy có các ông, các anh xưng là phá thai, bởi vì có thai đâu mà phá. Thế nhưng qua cái câu chuyện thứ hai và vừa mới chia sẻ với các bạn để minh chứng cho các bạn một điều là trách nhiệm phá thai không chỉ thuộc về người nữ, không chỉ thuộc về người vợ, mà trách nhiệm thuộc cả hai bên. Thậm chí có khi người nam có trách nhiệm lớn hơn, bởi vì nhiều phần lớn bạn nam ép bạn gái mình phá thai. Trong trường hợp ép bạn gái mình phá thai hoặc là người đàn ông, người chồng ép vợ phá thai, thì trách nhiệm đó còn nặng hơn là người đi phá thai. Đấy, qua câu chuyện chúng ta thấy, nhưng mà phần lớn chúng ta nghĩ rằng là phá thai không có tội, mà phá thai không phải là chỉ là tội mà còn phạm nhân tâm. Nhưng mà không chỉ bạn gái hay là người vợ phạm nhân tâm, mà cả người chồng, người khác, thì chúng ta có trách nhiệm cho có thể phá thai của người vợ, người bạn mình. Thế thì chúng ta nên có cái trách nhiệm trong vấn đề phá thai. Vậy thì tất cả các bạn, chúng ta bây giờ sẽ chia sẻ như thế, không thế là ngăn các bạn không được yêu, nhưng làm sao ngăn các bạn không yêu được, phải không? Bởi vì ở người các bạn thì như vậy, các bạn đã phát triển từ 19-20-21, chúng ta đã phát triển đầy đủ về phương diện tình dục, về phương diện cơ thể, để người nữ 18 tuổi trở lên có thể chuẩn bị sinh con, nuôi con. Người nam phát triển đầy đủ về vấn đề thể chất nữa, để chúng ta mang những cái phát trong đời sống gia đình, sinh sản con cái và nuôi lại kinh tế. Nhưng mà các bạn còn đang học thì chúng ta đến với nhau, chúng ta hãy trân trọng cho nhau. Tình yêu đó là một thứ tình yêu mà chúng ta thấy đối với đức tin Kitô giáo của chúng ta, đó là thiêng liêng. Bởi vì tình yêu nó xuất phát từ Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa ban tình yêu cho chúng ta để chúng ta đến với nhau hôm nay, nên xin điểm hẹn tình yêu. Và chính tình yêu để mang đến cho các bạn đến với nhau, người nam yêu người nữ, là xuất phát từ Thiên Chúa, tình yêu của Thiên Chúa. Vậy với tình yêu thiêng liêng như thế, xuất phát từ Thiên Chúa như thế, các bạn chúng ta hãy trân trọng nhau, giữ gìn cho nhau, nhất là các bạn nam phải giữ gìn cho các bạn nữ, và ngược lại tất cả các bạn nữ, các bạn nam bị tai nạn, các bạn nữ hãy bảo vệ chính mình, các bạn nữ hãy giữ gìn bản thân mình. Chúng ta đừng nghe các bạn nam kéo ồn lịnh khó để chúng ta nghe. Đấy, chúng ta phải biết giữ mình. Tất cả các bạn nữ mà chúng ta biết càng giữ mình bao nhiêu thì chính người yêu, chính các bạn nam càng tôn trọng các bạn. Còn nếu chúng ta mà quá dễ dãi trong tình yêu, tình cảm thì chúng ta sẽ đánh mất. Bởi vì là theo cha mình biết thì tình yêu ở sinh viên rất là đẹp, nhưng mà cái tỷ lệ đến với nhau rất thấp. Cha cũng ghi từ lớp của cha ra mà biết, lớp đại học của cha có 28 người, có 8 thằng đàn ông thì có 4 thằng có người yêu trong lớp. Thế nhưng mà sau khi ra trường thì không có đôi nào đến được với nhau, trong đó có cả cha. Cả đều rơi vào tình trạng tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc. Vậy thì tình yêu nó là thiêng liêng mà tại sao lại không hối tiếc? Thì xin các bạn khi yêu thì chúng ta phải dành cho nhau cái thứ tình cảm trân trọng, dành cho nhau. Để đến khi nào tay trong tay chúng ta cùng bước vào nhà Chúa thì lúc đó với chúng ta mới dâng hiến trọn vẹn cho nhau. Chứ đừng chỉ có tay trong tay bước đến vụ chuối mà đã chứng được. Đó mà. Thì đến khi nào
cùng quỳ bên nhau trước Đấng tối cao, thì lúc đó chúng ta hoàn toàn được Thiên Chúa chúc phúc tình yêu. Tình yêu của chúng ta lúc đó đủ chín muồi thì chúng ta mới dâng hiến cho nhau trọn vẹn. Tình yêu chúng ta trân trọng như thế, tất cả các bạn nam hãy trân trọng bạn nữ của mình, bạn gái của mình, và tất cả các bạn gái cũng phải trân trọng cái tiết hạnh của mình, để làm sao tình yêu của chúng ta đúng thực sự là tình yêu xuất phát từ Thiên Chúa. Xin được cảm ơn các bạn. Vâng ạ, một chủ đề rất là nóng và được các bạn trẻ xin đào tạo. Chúng tôi xin cảm ơn những chia sẻ về quý báu của cha. Xin các bạn trẻ dành cho cha của chúng ta và có tay các đồng hoàng. Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, để làm phong phú cho chương trình và minh họa cho những chia sẻ của cha xứ Nội Bài, giờ đây xin mời các bạn cùng thưởng thức vở hài kịch Gốc Gạo Thổ Công Chu với kịch bản của Gia Thái, có phần biểu diễn của Gia Thái và nhóm hài Sơn Đức. Xin một tràng pháo tay chào đón các diễn viên của chúng ta lên sân khấu. Các bạn thân mến, thì chúng ta thưởng thức vở hài kịch này. Một lần nữa con xin mời tất cả quý cụ và anh chị em chúng ta đang ở bên trong nhà thờ, chúng ta có thể ra ngoài chúng tôi để coi một vòng hành trình rất hấp dẫn. Xin quý cộng đoàn nhường phần ghế trong nhà thờ cho các bạn sinh viên, bởi lễ tắm lễ hôm nay dành riêng cho các bạn sinh viên. Xin chúng ta ưu tiên của chúng ta là chủ nhà, chúng ta nhường sân lại cho khách. Xin các bạn cũng như tất cả và cũng như các quý cụ và anh chị em, chúng ta có thể ra bên ngoài để nhường sân ghế nhà thờ lại cho các bạn sinh viên trong tuần lễ ngày hôm nay. Và cũng xin lưu ý đội kèm và đội phụ trách, chúng ta không đánh lúc này khi người ta đang diễn tập nhạc. Tạo dáng từ nãy giờ chẳng cô nào lai vãi đây nhỉ, công viên gì mà vắng tanh vắng khách chuyển vào đây này, chuyển đi đâu vậy ngồi nhìn thấy. Nhà anh có 4 con gà, hôm qua chú bắt mất 3 con rồi. Thư quá hay, ghi vào đây. Ghi vào đây. Ngồi đi nhà. Ôi, 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 ng
trời ơi. Con gái cũng cười ghê. Anh ơi. Ừ. Anh biết làm thơ à? Ừ, anh biết làm thơ. Anh làm thơ tặng em. À, thơ là tặng em à? Bây giờ người đẹp này để làm bài tặng này. À, thơ. Chó. Chó yêu châu, một tình yêu châu chó. Để bây giờ chó mãi sửa châu châu và mấy thơ hay không? Nhưng mà anh ơi, chó sửa lâu lâu cơ mà. Ô, thế em lại chưa nghe cái câu chuyện về chuyện tình về châu và chó à? Dạ, chưa. Ô, thế em hồn đồng hồn đây để trải cho anh Phương An. Đây, đây, chuyện tình châu và chó như thế này. Anh xin phép kể cho em và mọi người cùng. Ngày xưa, cách đây đã lâu lắm rồi, chó và châu yêu nhau. Năm tháng trôi qua, tình yêu đó châu chỉ trao cho riêng chó thôi. Dù đời thay đổi những trái tim châu nguyện trung tình. Lãng mạn. Tình yêu đó thắm thiết tha thiết nồng nàn. Nhưng đỗ một ngày thiêng liêng và một ngày đẹp trời, lên đêm như vụ án bao phủ khắp sông ra. Đẹp trời lại không bên bên à anh? Châu quyết định tìm đến nhà chó. À đây, em làm chó chứ không phải để anh làm châu. Để anh em tìm đến nhà em nha. Vâng ạ. Vâng. Châu tìm đến nhà chó. Bước từng bước thật thôi. Châu bốn chân đánh có hai chân thôi. Chó anh muốn nói với em một điều cực kỳ quan trọng. Điều gì hả anh? Điều này Điều Chó như vậy chưa biết sửa. À dạ thế ạ. Sao chưa chú biết sửa. Đứng cứ bình tĩnh đi. Anh muốn nói với chó một điều rất quan trọng mà từ lâu anh không dám nói ra. Anh cảm thấy mình yêu nhau đã lâu nhưng mình có quá nhiều điều khác biệt. Anh là chó, em là chó, không thể có con với nhau được. Mình không thể đến với nhau được đâu chó. Anh thì ăn cỏ, còn em thì lại ăn gì mà người ghê. Ăn không phải cỏ. Cho nên mình không thể đến được với nhau đâu. Mình chia tay đi anh. Chia tay thật là anh. Đó, rồi chú nói một lời nào được, vô tình quay mặt bước đi. Đấy, chó với em biết đâu, chó cũng đau đớn quá, đau khổ quá. Mình ngoái nhìn theo chó, nhìn theo chó tiêu quá, biết làm gì đánh chửi chó. Chửi thế nào ạ? Nó không phải chửi bằng tiếng Việt, chửi bằng tiếng Anh luôn. Chửi là go 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 nghĩa là đi. Đó, từ đó bắt đầu chó biết chó go go. Đấy, cái gì hay không? Anh ơi. Ô, em buồn. Ô, chuyện tình vui thế sao anh khóc? Chuyện tình của châu và chó kết thúc giống chuyện tình của em quá. Ô, cái người yêu em bỏ em à? Dạ vâng, anh ấy bỏ em rồi anh ạ. Sao người yêu em lại bỏ em? Người đẹp này sao có? Anh ấy chê em là anh chê em là ăn lắm. Sao chuyện tình của em giống chuyện tình châu và chó thế này? Người yêu em chê em là ăn lắm. Còn châu thì chơi chó là ăn. Ôi dồi ôi. Anh ơi. Ôi đáng thương quá. Anh sẽ chơi chó cho em. Anh thật không? Em ơi. Bình tĩnh em ngạt thở em. Vâng. Cứ bình tĩnh. Em đáng thương quá. Anh, à em có thể cho anh chơi chó cho em được không? Anh có thật không ạ? Anh nói thật là. Vâng ạ. Anh ơi. Ôi dồi ôi, em sẽ chơi chó cho em. Em đi về với em. Em mới về với anh. Ôi dồi ôi, người đẹp này. Ôi dồi ôi, cảm ơn anh. Quá. Mình cứ đến chỗ đó luôn. Quá cơ. Đó, đẹp hơn chưa? Chó ơi, à chết chết. Em ơi. Anh sẽ chơi chó cho em. Nếu em đồng ý về với đôi của anh. Đúng rồi đấy.
thân hạ à? Thật thật. Định mệnh mà. Định mệnh mà. Định mệnh đã cho mình gặp nhau mà. Định mệnh mà. Đã cho anh được gặp em. Đã cho anh được nhìn thấy đôi mắt, mắt đồ đôi chim của em. Anh thấy yêu em rồi. Em hãy về với anh. Về với anh, em sẽ không phải lo là bị chê ăn lắm nữa. Em có thể ăn tất cả những gì em muốn. Ăn thoải mái, không phải lo gì cả. Thật chứ hả? Thật. Anh ơi, anh đúng là trâu trong cuộc đời em. Còn anh cũng đã coi em là chó trong cuộc đời anh rồi. Một thời gian say đắm, nấc nức.
em quay mặt hướng đi. Nhưng mà bây giờ còn không đâu tha luôn. Tiếp tục chạy theo, chạy theo. Đó, với đôi bàn tay, với đôi bàn tay đẹp đẽ. Với đôi bàn tay, và với đôi bàn tay rồi. Anh đưa em theo với, cầm tay em mà đưa lối. Đó. Nhưng mà nhá, tôi còn lạnh lùng hơn. Em về đi, đừng theo anh làm gì, về đi. Đó, đuổi như thế. Bình thường nhiều quá, về khóc liền 2 tháng. Này nhá, nam ca sĩ xin không ạ. Thank you, thank you, thank you.
Thank you.
Oh,
người mới là lúc 10 giờ 11 đến là và làm việc mỗi người một con tiền thì đến giờ những người vào làm chức nhân họ thường sẽ được làm nhiều hơn. Tuy nhiên cũng chỉ là được mỗi người một con tiền họ vừa là những người đã làm chị nhà mấy người sau chúng tôi là những người mấy người sau chắc là chỉ là không làm sợ nếu mà ông đã coi họ ngay là của chúng tôi là những người đã phải làm người làm đạo tại đây là đặc biệt cảm ơn Chúa nước. Ông chủ trả lời cho một người trong phòng họ này mà tôi đâu có sự vấn đề với bà và đã trả quả và với tôi là một con tiền sang đồng lấy phần của bà mà đi đi còn tôi muốn cho một người nào mà sao chấp là những điều mà bà đó chẳng lẽ tôi là không biết được từ ý định và về những sự vụ của tôi sao hay vì thế tôi cuối cùng mà bà đâm ra nhận thức thế là những kẻ cũng chấp sẽ được lên hàng đầu còn những kẻ cũng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Đó là lời Chúa. Cùng thờ và tôn vinh cùng với người tươi là
Thank you.
Thank you.
Thank you.